với phần dự thi của thí sinh Nguyễn Thị Chuẩn, số báo danh 59, với bài ca dự thi Bông Sen. Xin mời thí sinh Phan Thị Tuyết Mai, số báo danh 62, chuẩn bị. Oh.
Tiếp theo xin mời quý vị xem cuộc thưởng thức phần thể hiện của thí sinh Trương Minh Tuấn, số danh 63, dự thi bài ca Ký ức qua đào. Xin mời thí sinh Cao Thị Mai chuẩn bị. Thương nhau cao bỏ lòng đôi.
thi ngày hôm nay. Tiếp theo xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần thể hiện của thí sinh Võ Hoàng Dư, số danh 68, bài ca dự thi nhớ con sông quê hương. Xin mời thí sinh Lê Văn Quốc chuẩn bị. Như mà giá như lại thì nó bố là Dư
qua những vòng sau nếu mà được vào vòng trong thì Dư hãy mạnh dạn khai thác thêm, bởi vì anh nhận thấy là cái nội lực của em rất là nhiều và sức trẻ nữa, tuổi em cũng rất là nhỏ, cho nên là cái việc mà bứt phá bản thân mình để mình tiến bộ hơn từng ngày thì đó là cái điều mà mong mỏi. Rồi, cảm ơn em. Xin được chúc mừng thí sinh Võ Hoàng Dư đã hoàn thành tốt phần kỳ thi của mình. Tiếp theo là thí sinh Lê Văn Quốc, số danh 104, giúp bạn khai dự thi nhớ mẹ hiền. Xin mời thí sinh Nguyễn Văn Xíu chuẩn bị.